Hello, xin chào mọi người đến với kênh YouTube của mình nhá. Hôm nay đây trên đường mình đi làm, tranh thủ nói chuyện với các bạn một tí. Chủ đề hôm nay là lại nói về câu chuyện đi xuất khẩu lao động nước ngoài đấy các bạn này. Sau này mình tìm hiểu là cái chương trình đi Úc, đi Nhật, đi Hàn các thứ nghe cũng khá là hay. Mình thấy chương trình đi Úc, nông nghiệp đi Úc cũng khá là hay, nhưng mà theo cái như mình tìm hiểu thì cái visa nông nghiệp ở Úc ấy thì nó cũng chưa thông qua chính thức được, chắc có thể phải tầm 1-2 năm nữa. Hiện tại thì mình đang ở Nhật thì mình nói chuyện ở Nhật thôi, lo ở Nhật trước đi đã nhỉ. Thật ra thì câu chuyện là cũng có rất là nhiều bạn hỏi mình về cái việc mà đi xuất khẩu lao động ở Nhật ấy. Mấy bạn hỏi nhiều lắm, nhưng mà hầu như là một số bạn cũng không tìm hiểu nhiều, chưa tìm hiểu nhiều. Các bạn đi xuất khẩu lao động, muốn đi ở Nhật đấy, mình qua đây mình cũng kể một câu chuyện cho mình nghe về chính bản thân mình thôi. Cái ngày năm 2016 mình đi tham gia nghĩa vụ quân sự. Thế là năm 2018, từ đấy mình mới hơn 2 năm, mình phải giữ lại nữa. Còn 2019 mình mới ra quân. Xong lúc đấy thì cũng trong bộ đội thì người ta cũng tư vấn, thế nhưng mà tư vấn đi xuất khẩu lao động, nhưng mà cái kiểu đi cũng của là bộ thương binh và xã hội. Thế nhưng mà cái chương trình đấy thì nếu mà mình nộp hồ sơ đưa cho người ta ở trong bộ đội là cũng có lừa đảo các bạn nhé, không phải là ở trong bộ đội là tin tưởng được hết đâu. Cho nên là mình cũng có một ông ở trong đơn vị ấy, cũng giới thiệu chương trình của bộ thông xã hội tổ chức đi là không mất tiền này kia, thì mình cũng tìm hiểu. Nhưng mà ông kia thì ông lại bảo là làm hồ sơ xong đưa cho ông là ông sẽ nộp lên bộ. Đấy, hôm đấy là chỉ đi thi thôi. Thế nhưng mà mình về mình vào trang web của bộ tìm hiểu thì hoàn toàn là không phải là như thế. Mình lên trên trang web của bộ thì tìm hiểu thì hoàn toàn là không phải là như thế nhé các bạn nhé. Sau đó thì mình cũng tìm hiểu cái chương trình này, gọi là chương trình Anh Em Japan ấy. Đi thì hóa ra là cái chương trình này đi là không mất phí. Ban đầu là mình cũng không tin đâu, nhưng mà mình cũng tìm hiểu, xong rồi tìm hiểu thêm, xong rồi quyết định mình nộp, làm hồ sơ, mình nộp thử và thi thử. Thế là mình thi vào đấy. Thì sau này đến giờ phút này mình sang Nhật rồi thì mình mới kể là hóa ra là cái chương trình này thì nó là chương trình phi lợi nhuận mà rất nhiều người không biết. Nếu mà nói thật với các bạn là nếu không có chương trình Anh Em Japan này thì mình sẽ không có cơ hội đến Nhật đâu các bạn. Bởi vì lúc thời điểm bấy giờ thì mình làm gì có tiền mà đi Nhật. Năm đấy là mình vừa mới ra quân thì bạn nghĩ thế nào, mình làm gì có tiền mà đi sang Nhật. Năm đấy mình đi, mình tìm hiểu ngoài đi chắc phải tầm 2 đến hơn 200 triệu, 300 triệu gì đấy đi sang Nhật đấy. Thì cái đấy mình có tiền đâu. Ra quân thì tiền thì chả có. Thì may tìm hiểu cái chương trình đấy, mình thi vào. Hàng tháng là vẫn phải vay tiền xung quanh bạn bè thứ, mà cũng chả có ai cho vay. Tháng, nhưng mà mình đợt đấy mình học ở trong đấy tháng chỉ tiêu hết tầm 2-3 triệu thôi. Thế là tính tổng cả cái khóa học đấy là mình học 6-7 tháng thì đấy thì mình đi, mình nó khoảng nó
mình tiêu nhiều rồi đấy, tiêu nhiều đấy. Nhưng mà nếu bạn các bạn mà tiết kiệm ấy thì có thể là chỉ mất tầm 30 đến 35 triệu thôi là các bạn là đến Nhật rồi. Đấy, ngoài cái số tiền đấy là bạn cũng chả mất số tiền nào cả. Rất là ok mà. Còn nhiều bạn cứ đi ở ngoài thì cũng được thôi, nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện để đi chương trình này. Thế nhưng mà trước khi các bạn nghĩ đi ở ngoài thì tỏ gì các bạn không đi chỗ nào mà nó ít chi phí nhất mà tiết kiệm cho mình nhất. Sang Nhật rồi thì mình cũng có nhiều cơ hội khác. Sau 3 năm mình không thích thì mình có thể đổi công ty hoặc chuyển Tokute. Như bây giờ này, sắp tới là thông qua luật mới nữa thì còn nhiều cơ hội cho bạn lắm. Cho nên là như mình là thà sang Nhật mang một cái đầu óc thoải mái còn hơn là một số bạn là đi sang Nhật này mang cả mấy chục triệu, cả trăm triệu tiền nợ còng lưng làm đầu óc mệt mỏi lắm các bạn. Mình nói thật là không phải là ai cũng đi theo cái chương trình này được. Thế nhưng mà sao các bạn lại không thử nhỉ, đúng không? Tội gì không thử. Nhưng mình như thế thôi, bắt đầu mình cũng nghĩ là mình đi được đâu. Mình là thuộc vào liệt vào danh sách là những người gọi là một trong thực tập sinh là học dốt tới trung tâm luôn. Thi lên thi xuống, thi lại thi lên thi xuống, tưởng không qua được Nhật, cuối cùng là vẫn qua bình thường các bạn nha. Thế là các bạn cứ vào đấy học đi. Nếu mà các bạn có điều kiện vào đấy học thì cứ vào nhá. Không phải sợ gì hết ạ. Các bạn nếu mà muốn đi xuất khẩu lao động ở bất kỳ nước nào, ở Nhật hoặc là ở Hàn hay là ở Úc hay ở đâu chăng nữa thì các bạn hãy nên tìm hiểu cho thật là kỹ các bạn nhé. Thứ nhất là tìm hiểu qua những cái kênh YouTube ở những người ở cái đã đang và đang làm việc cái nước đó ấy. Hoặc là qua cái trang web chính thống của nhà nước, chứ các bạn đừng có bị dẫn dắt về cái môi giới thứ, nó tốn nhiều tiền đấy các bạn ạ. Nhưng mình có bạn của mình thế, cứ hỏi mình xong bắt đầu là sao mình nghe môi giới nói là không giống với bạn nói, thì mình chỉ nói câu là thế giờ bạn tìm môi giới hay là bạn tìm mình. Chứ môi giới nói thật với các bạn là có khi tuyển dụng ở Việt Nam thì mấy cái bạn môi giới chưa chắc đã đến cái nước đấy bao giờ đâu. Cho nên các bạn đừng bao giờ tin môi giới nhiều. Môi giới chỉ gọi là môi giới chỉ làm thế nào để đưa các bạn vào trung tâm, rồi đưa các bạn thế nào mà ra được nước ngoài là nhận tiền là hết. Còn trách nhiệm hay không thì còn do cái nghiệp đoàn của bạn đi á. Có sang bên, ví dụ sang bên Nhật chẳng hạn, thì cái nghiệp đoàn của bạn có tốt hay không, người ta bên này người ta có hỗ trợ cho các bạn tốt hay không thôi. Còn lương thì lương cơ bản ở bên Nhật thế nó rất là như thế rồi, thì có lương có nhiều hoặc ít thì còn do tùy ở công ty của bạn có nhiều việc hay không, có tăng ca nhiều hay không. Chứ còn lương cơ bản thì là như nhau hết các bạn. Lương giờ nó như thế rồi. Còn không phải lương cơ bản nhé, mà là lương cơ bản cuối cùng. Đó, cái video này thì mình muốn nói các bạn là hãy cẩn thận các bạn nhé. Hết sức cẩn thận á. Không biết các bạn như thế nào, chứ nó mình đi sang Nhật hết có 30 triệu các bạn nhé, chuẩn luôn. Còn các bạn muốn tìm hiểu đi xuất khẩu lao động hoặc các thứ thì cứ nhắn tin qua Facebook của mình sẽ trả lời cho các bạn. Mình biết cái gì thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Còn nói là mình thỉnh thoảng mình hay lên nói trong cái hội nhóm ấy, người ta bảo là mình là môi giới. Thật ra thì mình không phải là môi giới lao động gì cả, mình chỉ muốn giúp được một ai đó, không phải
bị lừa và mất nhiều tiền thế thôi. Còn bạn nào muốn tìm hiểu có thể comment ở dưới video hoặc là liên hệ mình qua Facebook nhé. Ok, các bạn xem video nhớ đăng ký kênh và ấn theo dõi. Các bạn xem video nhớ ấn like video và ấn đăng ký kênh cho mình với nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Video của mình sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp các bạn ở những video sau.